này là chúng ta sẽ cùng nhau xử lý giúp cho cô một đề này mà chúng ta có thể giải quyết được trục đề thi IELTS Speaking Part 2 mọi người nhá. Nào mọi người nhìn giúp cho cô này, describe a place you visited that's beautiful views. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn giúp cho cô cái câu này thì đầu tiên chúng ta phải xác định là cái đề Part 2 này được rơi vào vùng chỉ gì? Chỉ nơi trốn, đúng không nào? Vậy thì thay vì chuẩn bị quá nhiều đề thì chúng ta chỉ nên chuẩn bị một cái dạng lý chứng thôi. Thì với cái đề này chúng ta có thể xử lý được những cái đề ví dụ liên quan đến famous destination, liên quan đến cái nơi em muốn đến, liên quan đến vacation, liên quan đến cultural place, hoặc ở trong trường này đôi khi chúng ta có thể liên quan đến museum đó, thì tức là những cái đề rất là nổi tiếng và rất là quen thuộc của đề place nói chung. Vậy thì đối với cái đề này thì chúng ta cần giải quyết như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau vào xử lý mọi người nhé. Mọi người nên chuẩn bị set một bộ từ vựng luôn và chúng ta chọn luôn một cái đề khá là khó để chúng ta làm và từ trong đấy chúng ta miêu tả ra. Và trong trường này cô sẽ chọn cho mọi người một cái đề rất là khó nhằn và mọi người khá là sợ mà vẫn mô tả được về cái đề bài này, một cái mô tả liên quan đến museum mọi người nhé. Thế thì ở trong trường này cô sẽ chọn biểu bảo tàng gì, đó là bảo tàng dân tộc học. Vậy bảo tàng dân tộc học thì mình có từ gì? Đó là Vietnam Ethnology. Bây giờ chúng ta sẽ viết lên nhá. Ok. Như vậy chúng ta có từ cái từ này và cái từ này chúng ta đọc là Ethnology, tức là bảo tàng dân tộc học. Vậy trong bảo tàng dân tộc học, đầu tiên chúng ta phải có một câu intro. I would like to tell you about, hoặc là I like to describe about. Tôi muốn mô tả cái gì đó cộng với tên. Và cô sẽ đi cho mọi người vào các cái dàn ý chính đó. Vậy thì cái bảo tàng này là mô tả được cái gì? Một, nó vừa là bảo tàng. Cái thứ hai, chúng ta có thể khai thác được rất nhiều từ vựng liên quan đến văn hóa ở trong cái bảo tàng này. Mình có từ people's themes, tức ở đây là mang tính chất là dân tộc chứ không phải là người. Vậy thì ở bảo tàng này mô tả 54 dân tộc officially recognized, đúng không? Ethnic group, tức là gì? Tức là 54 dân tộc nhưng mà đã được nhà nước công nhận chính thức rồi. Đó, thì nó mới ra một cái từ như này, officially recognized, mọi người nhá. Và mọi người nhớ giúp cho cô có từ dân tộc, ok chưa? Và cái bảo tàng này nó có một cái điểm rất là hay, đó là kiến trúc rất là độc đáo, rất là xuất sắc. Thì mình có thể nói là the architect, đúng không nào? Rất là gì? Outstanding, outstanding. Hoặc là mình có thể dùng extraordinary, tức là những cái kiến trúc mà làm cho chúng ta choáng váng, ngây ngất. Bởi vì sao? Bởi vì cái bảo tàng này có một điều rất là đặc biệt, đó là bảo tàng được xây dựa trên hình trống đồng mọi người ạ, và hình cánh diều đều là những biểu tượng của Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có từ trống đồng, Đông Sơn Drum and Kite, thì chúng ta có thể thêm vào một từ biểu tượng của Việt Nam, nó symbol of Vietnam đó. Đôi khi cái trống đồng mình có từ shape, shape có nghĩa là hình dáng, shape of the drum tức là hình dáng giống cái trống. Nào, nếu bạn đến bảo tàng dân tộc học rồi mình sẽ thấy rất là đẹp. Mà tiếp theo nữa mình sẽ thấy đấy là những cái bên ngoài, thì chúng ta sẽ mô tả sâu ở bên trong, làm như thế nào để chúng ta có thể show off được các cái từ vựng trưng bày được các cái cổ vật, exhibit, artifact, artifact. Nhắc cái này nó nhẹ, nó lược âm cho nên chúng ta đọc là artifact, right. Nào, tiếp theo nữa chúng ta sẽ thấy là gì nữa? À, khi mà chúng ta đến xem cái bảo tàng này thì làm sao? Người ta sẽ làm gì? Người ta làm nổi bật cái văn hóa, cái truyền thống lên. Vậy thì cái từ đấy ngoài cái từ emphasize thì chúng ta có một cụm khá là hay, nó cụm shed light on. Nó nói âm một chút, đúng không nào? Về cái gì nào? Về văn hóa, mình có truyền thống, mình có từ tradition, tradition, đúng không nào? Về trang phục, customs, hoặc là các cái hoạt động bình thường, đúng không? Mình có từ daily routine. Đó, ok chưa? Nào, thì tất cả những cái này thì người ta được gọi là những cái nét đặc trưng văn hóa. Vậy nét đặc trưng văn hóa thì là gì nào? Cái từ này dùng rất là nhiều trong nói và viết luôn, và đặc biệt là các cái topic liên quan đến tourism hoặc là culture thì mình có cái từ như sau. Ok, vậy chúng ta có từ cultural identity. Và cái từ identity này tức là cái sự nhận dạng, đúng không nào? Sự nhận dạng về văn hóa thì tức là cái đấy là cái nét độc đáo của một cái đất nước. Vậy đặc điểm của văn hóa của người Việt Nam là như thế nào? Lúa nước này, đúng không? Làm gốm này, làm mộc này, chăn nuôi gia cầm này, và một vài các cái hoạt động ví dụ như là gì? Dệt này, thổ cẩm này. Thì đấy là những cái nét rất là đặc trưng, đặc biệt là ở các dân tộc thiểu số. Vậy sống trên lúa nước, bằng lúa nước thì mình có từ gì? Từ nước mình có từ wet, chứ không, chúng ta không dùng từ water mọi người nhá. Wet rice, nền văn minh lúa nước của chúng ta. Agriculture, đấy là nền văn hóa là thuộc về lúa nước. Tiếp theo nữa, nuôi gia cầm, động từ chăn nuôi mình có từ raise, và chúng ta sẽ có từ poultry, gia cầm gia súc. Tiếp theo nữa là gì? Chúng ta sẽ có những cái hoạt động liên quan đến thu lượm, hái lượm, đúng không? Săn bắn, làm gốm, làm mộc, làm đủ các thứ, thì chúng ta sẽ có cái từ collecting, đúng không? Săn bắn mình có từ hunting. Thì đấy đều là những cái từ dễ, nhưng cô muốn giới thiệu cho mọi người một từ nữa, đó là từ handicraft, người thủ công. Ok, nào, cụ thể ở đây là có cái gì nào? Mình có dệt này, weaving. Ok, tiếp theo nữa mình có gì? Làm gốm này, making pottery. Tiếp theo nữa mình có gì? Nghề mộc này. Mình có từ carpentry. Đó, thì như vậy chúng ta đã có một loạt các cái liên quan đến cái bảo tàng này rồi. Vậy thì chúng ta sẽ vừa có bên trong,
vừa có bên ngoài. Bên ngoài chúng ta mô tả được hình dáng của nó, và bên trong mình mô tả được là gì? Nội dung là liên quan đến con người này, liên quan đến dân tộc này, đúng không? Liên quan đến các dân tộc thiểu số này, và chúng ta mô tả được hoạt động của cái dân tộc đó. Thì đây là một vài các cái từ vựng liên quan đến cái chủ đề này mọi người nhé.